nhóm thiện nguyện Sơn Xanh khánh thành ba cầu nông thôn tại huyện Ba Tri, Bến Tre. Ngày 17 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10 và nhóm thiện nguyện Sơn Xanh đã đến huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre khánh thành ba cây cầu nông thôn Sơn Xanh và tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, đoàn đã khánh thành hai cây cầu Sơn Xanh số 8 và 17X, Vĩnh Hòa. Mỗi cầu có chiều dài 11m, ngang 2,6m với tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng và cầu Sơn Xanh số 9 tại X. Mỹ Hoa có chiều dài 18m, ngang 3m, tải trọng 2,5 tấn với kinh phí xây dựng là 165 triệu đồng. Trao quà đến bà con tại huyện Ba Tri, Bến Tre. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 200 phần quà đến bà con bị nhiễm chất độc màu da cam, người tàn tật, người nghèo trên địa bàn huyện Ba Tri với tổng trị giá 60 triệu đồng. Được biết, tổng kinh phí xây cầu và trao tặng quà đợt này là 375 triệu đồng do ông Lưu Thế Trường, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.